Thần Zeus là vị thần trị vì các vị thần và là thần của bầu trời cũng như sấm và sét trong thần thoại Hy Lạp. Zeus được coi tương đương như thần Jupiter trong thần thoại La Mã, một trong những vị thần tối cao. Thần thoại về Zeus và sức mạnh của Zeus là tương tự, mặc dù không giống với thần thoại của các vị thần Ấn Âu như Jupiter, Perkuna, Perun, Indra, Dayao và Thor. Zeus là con út của Titan Cronus và Rhea. Cronus đã nuốt chửng tất cả các con trai của mình để ngăn chặn lời tiên tri rằng một trong số họ sẽ lật đổ ông. Nhưng Rhea đã giấu Zeus ở đảo Crete và cho Cronus nuốt một viên đá giả làm con trai của mình. Zeus lớn lên dưới sự chăm sóc của các nữ thần Amalthea và các anh em khổng lồ Kyrid. Khi trưởng thành, Zeus đã giải thoát các anh chị em của mình khỏi bụng Cronus bằng cách cho ông uống thuốc nôn. Sau đó, Zeus đã lãnh đạo các vị thần trong cuộc chiến chống lại các Titan, được gọi là Titanomachy. Zeus đã sử dụng tia sét làm vũ khí chính của mình và được giúp đỡ bởi các anh em Poseidon và Hades. Sau khi chiến thắng, Zeus đã chia sẻ quyền cai trị thế giới với Poseidon và Hades. Ông nhận được bầu trời và chọn đỉnh Olympus làm nơi ở. Zeus là em và chồng của Hera, nữ thần hôn nhân và gia đình. Tuy nhiên, ông cũng có rất nhiều tình nhân khác bao gồm cả các nữ thần và các phàm nhân. Zeus đã sinh ra nhiều con cái nổi tiếng từ các cuộc tình của mình, ví dụ như Ares, Athena, Apollo, Artemis, Dionysus, Hebe, Hermes, Heracles, Helen, Hephaestus, Perseus, Minos, các nữ thần Mew, Tyche và Eliza. Ngoài ra, Zeus còn có một số con khác như đứa con trai mình là Dionysus, người được coi là vị thần của rượu và tiệc tùng. Thần thoại Hy Lạp kể rằng Dionysus là con của Zeus và nữ thần Semele, một người phàm. Zeus đã giúp Semele trốn thoát khỏi sự ghen tuông của Hera và đã tự tiết lộ cho cô rằng ông là Zeus. Nhưng khi Semele yêu cầu ông hiển thị cho cô dưới hình thức của vị thần tối cao, Semele đã chết vì bị thiêu rụi bởi tia sét của Zeus. Tuy nhiên, Zeus đã cứu được đứa con của mình, Dionysus, bằng cách cho nó sinh ra từ đùi của ông. Tuy nhiên, Zeus không chỉ có những cuộc tình tuyệt vời, ông cũng gây ra nhiều rắc rối cho các vị thần khác và những người phàm. Một ví dụ nổi tiếng là câu chuyện về người chồng của một nữ phàm Europa mà Zeus đã yêu và biến thành một con bò trắng để đưa cô đi. Ngoài ra, ông cũng đã có một cuộc tình với nữ thần của mặt đất Demeter và sinh ra một đứa con trai có tên là Persephone. Nhưng Hera đã phát hiện ra và đã bắt đầu tìm mọi cách để ngăn chặn Zeus và Demeter gặp nhau. Một trong những cuộc tình đáng chú ý nhất của Zeus là với nữ thần chăn cừu tên là Io. Một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, là con gái của thần Inachus, thần sông của Argos. Zeus đã biến Io thành một con bò để trốn khỏi sự ghen tuông của Hera, nhưng Hera đã biết mưu đồ của chồng và đã yêu cầu được con bò làm quà. Hera đã giao cho Argos, một người khổng lồ có 100 mắt canh giữ Io. Zeus đã sai Hermes đến giải cứu Io bằng cách làm cho Argos ngủ và sau đó giết anh ta. Hera đã biến các mắt của Argos thành các vì sao trên đuôi của chòm sao Thiên Khuyển. Hera cũng đã gửi một con ong bắp cày đuổi theo Io khắp nơi. Io đã lẩn trốn qua nhiều nơi, từ Hy Lạp đến Ai Cập, nơi cô được Zeus biến trở lại dạng người và sinh ra Epaphus, con trai của họ. Ngoài ra, Zeus cũng có một cuộc tình đầy tranh cãi với nữ thần tình yêu Aphrodite. Một lần, Aphrodite đã mời Zeus đến đám cưới của con trai mình là Eros với Psyche. Tại đây, Zeus đã phải đấu tranh với tình cảm đối với Aphrodite nhưng cuối cùng ông vẫn không thể kiềm chế được mình và đã cùng với Aphrodite trải qua một đêm đầy tình cảm. Tuy nhiên, Hera đã phát hiện ra sự thật và đã trả thù bằng cách biến Aphrodite thành một người phụ nữ già và xấu xí.